Trần Tâm là tên lừa đảo trắng trợn, mượt đạo hại đời, chúng ta cần phải lên án và tẩy chay để cứu rất nhiều người đang lầm đường lạc lối. Ông ta tự đúc tượng của chính mình rồi bán ra với giá 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 120 triệu đồng Việt Nam, và bắt dẹp hết không được thờ Phật, Chúa hay cửu huyền, đúng là ma quỷ đội lốt người. Đến một cái bát khất thực mà y cũng bán với giá 2.500 đô, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Ông ta trục lợi đến mức bán một chiếc chăn ấm cho những thiền sư đi theo ông ấy với giá 30 triệu đồng, Roma gọi là chăn ấm hóa giải nghiệp chướng. Ông ta chiêu dụ bằng những lời ma mị là mua tất cả những thứ đồ ông ta bán có thể giải được nghiệp, cho dù nghiệp chướng có nặng đến như thế nào đi nữa. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong chính lời nói của ông ta hay không? Khi chính ông ta là người đã từng nói rằng ông ấy có quyền năng hóa giải tất cả các nghiệp chướng của tất cả các chúng sanh, mà đằng sau lại đi lừa mọi người bán rất nhiều thứ với giá cắt cổ và phải mua, sẽ giải hết nghiệp. Ôi, những điều đó thật là hoang đường và ảo tưởng, mà sao có rất nhiều người u mê, nhẹ dạ cả tin đã bị ông ta lừa, không những tiền mất tật mang mà còn nhà tan cửa nát, hồn tiêu phách tán. Hãy thất